Một người quen đã đi lấy chồng, một người yêu thôi đã sang sông. Tình ngày xưa gió cuốn lâng lâng, thương những chiều nắng đến bâng khuâng. Một hạt sương thoáng rơi trong hồn, rồi bạn mang chim hót bên sông. Một ngày qua thôi thế cũng xong, kiếp lưu đày còn ai ngóng trông. Dạ vâng, xin chào các bác, em là Long, kỹ thuật viên đến từ SM Audio. Và ngày hôm nay em xin phép được giới thiệu đến các bác một dòng sản phẩm cục đẩy hàng bãi mang thương hiệu Batty House, hàng chính hãng, hàng bãi được sản xuất. Nhưng mà ở cái lô sản xuất này được em đánh về, được anh em vệ sinh cũng như là lau chùi sạch sẽ, nên cái độ đẹp của nó rất là đẹp các bác này. Mã của sản phẩm là EVK 4.5 các bác nhá. Đây, EVK 4.5 này, mặt lưới tản nhiệt rất là đẹp này. Em xin review qua một chút để sau em sẽ review chi tiết sau. Đó. Đây là em đã tháo lắp của nó ra. Vâng. Và lắp của nó thì cũng được dập Batty House các bác nhá. Rồi. Bây giờ nó sẽ đến phần review chi tiết. Thì các bác có thể nhận thấy là trên sản phẩm cục đẩy của Batty House này thì có hai lưới tản nhiệt. Đấy, được hai lưới tản nhiệt bên trong của nó ấy, thì sẽ làm được làm bằng cái mút chống bụi này. Được làm rất là đẹp này, để lồi ra bên ngoài tạo cái nhìn thiện cảm cho sản phẩm này. Tuy là hàng bãi nhưng về cái lô này rất là đẹp, gần như là không phải vệ sinh gì nhiều, chỉ quét qua một lớp bụi bên ngoài thôi, đó. Ở đây các cái chi tiết này em chưa lau cơ. Đó, các bác chỉ cần lấy giẻ lau này, rồi hoặc là nhân viên kỹ thuật bên em ấy chỉ lấy giẻ lau và nước rửa kính thôi là lau cái những chiếc đẩy này sạch sẽ luôn ạ. Vâng, hai volume AB và phía trên là cực cột hiển thị tín hiệu này. Phía giữa của nó là công tắc nguồn này. Phía dưới là cảnh báo là đã vào điện này các bạn này. Hai tay sách đẹp để vận chuyển trong những địa hình không bằng phẳng. Đó, phía dưới vẫn là professional power only. Vâng, thiết bị khuếch đại âm thanh. Đó. Và đây là mã sản phẩm là EVK là 4.5 này, các bạn này. Đó. Phía trên là logo thương hiệu Batty House. Vâng, đây là hàng chính hãng các bác nhé, hàng chính hãng đấy ạ. Tìm được những con này rất là đẹp các bác nhé. Đó, cái mã 4.5 này rất là đẹp. Đó, ở trên nắp thì được dập Batty House các bác nhé. Đây, được dập Batty House này, rất là đẹp. Rồi, các bác có thể thấy ở trên lắp Batty House này. Đó, được dập chìm Batty House này. Đây là chân mèo đấy, không phải vết bẩn đâu ạ. Đây chỉ xịt vào lau sạch sẽ là đẹp xuất sắc luôn ạ. Đó, tìm được những cái lô này thì sự là rất là ít. Đó. Rồi, chúng ta sẽ đến về nội thất bên trong. Em đã tháo máy sẵn ra để đỡ mất thời gian của các bác. Vâng, và sản phẩm này thì chạy 20 sò LJWK các bác nhá. 20 sò LJWK. Đó. Là rất đẹp, nguồn dây lõi đồng. Đó. Nguồn dây lõi đồng bản to. Đáp ứng công suất ước chừng tầm khoảng 500W một vệ nhé. Đánh vào một cặp bass 30 rất là hay. Đấy, đẩy bãi Batty House này, nhất là con đẩy bãi, các cái dòng đẩy bãi đánh vào cái loa full bass 30 rất hay. Tiếng rất là lên hay cực kỳ luôn. Vâng, vỉ thì làm được vỉ xanh dương các nhé. IC5 vạch màu tiêu chuẩn quốc tế này, các tụ trở được làm rất là đẹp. Tụ điện thì 63V 10.000mi các bác nhá, dùng 8 tụ cao. Đó. Và các dơ le tự ngắt cũng bảo vệ. Thực sự là cái đề bãi Batty House này thì nó giá nó tầm tiền nhưng mà nó chất. Em nghĩ đây là sự lựa chọn xứng đáng để các bác có thể tham khảo một dòng cục đẩy mà 500W có thể đánh được một cặp bass 30. Đó, đây con bù áp này, các con bù áp này. Nó khỏe lắm mà cũng nó nặng lắm. Hàng chuyển hãng chính hãng Batty House bác nhá, hàng bãi. Những cái lô này đẹp xuất sắc như này các bác này, gần như mới luôn các bác. Đó, các bác nhìn nội thất bên trong này, bên ngoài của nó thì vận chuyển này thì có thể một số các vết xước này thôi. Các bác nào có yêu cầu bảo là chúng làm cho anh cái vết xước này cho nó phun cho anh màu đen hoặc là tô cho anh màu đen ấy, thì em có thể làm được để cho nó đẹp hơn. Đó, nhưng mà hàng bãi về thì không tránh khỏi được sự sát, nên là em có sao thì em bán vậy. Có sao thì em cứ ví dụ các bác bảo là
anh lấy một con, chú gửi cho anh một con, thì trước khi em gửi thì em phải chụp ảnh, em chụp ảnh, em quay video chi tiết và một chút cái phần demo chất nhạc để gửi cho các anh. Các anh ưng ý với hình thức và chất lượng âm thanh của con này thì em mới gửi hàng. Đó, chứ em không bao giờ làm việc theo kiểu mà các anh đặt hàng phát là em gửi luôn. Đó. Bao giờ em nguyên tắc làm việc của bọn em là cái trước khi sản phẩm được gửi đi ấy, thì người khách hàng ấy, thì phải xem được cái sản phẩm mà người ta mua. Đấy, như thế thì mới ưng ý được. Như thế thì mới anh em thoải mái được. Thực sự phương châm làm việc của em là vậy. Đó, thì các bác có thể nhận thấy là hai quạt tản nhiệt này, hai quạt tản nhiệt to hai bên để giúp cục đẩy được làm mát. Đó. Hai quạt tản nhiệt công suất lớn này, nó được làm rất là đẹp này, nối liền với thanh tản nhiệt luôn này. Đó. Các dây rắc thì cũng làm rất đẹp, bọc cẩn thận này. Dây rắc dẫn vào hai vỉ công suất này. Đó. Làm rất là chất. Rồi bây giờ em sẽ quay phía sau các bác nhé, quay phía sau để đọc qua một số các cái thông số của nó để các bác cùng nắm rõ hơn về các cái hiệu suất âm thanh cũng như là tính năng của con cục đẩy Batty Hall EVK 4.5 này nhé. Rồi, trên màn hình nhỏ của các bác đó là phía sau của sản phẩm cục đẩy bãi Batty Hall EVK 4.5. Các bác có thể nhận thấy phía sau của thông số của nó này. Đó. Sau thông số của nó này thì nó vẫn được in các cái số seri, được dán các số seri và tem chính hãng của công ty Batty Hall. Đây, để em quay gần hơn một chút. Đó. Các sản phẩm chính hãng của Batty Hall đều được dán thông số cũng như là dán lô sản xuất để các bác tiện theo dõi cũng như là cập nhật các cái thông tin về hãng này. Đó, đây là rắc cắm nguồn, các bác nhá. Phía trên là nút reset lại máy này, hai rắc cài. Để đầu dây loa này vẫn có đường bright để các bác chập vào đánh công suất, đánh súp này. Đó, nút chuyển tín hiệu đầu vào này, stereo, baralem hoặc là bright này. Đó. Nói chung là đây là một cái cục đẩy cơ bản, nó quan trọng tối ưu với chất âm của nó. Đây là tín hiệu đầu vào, đường link ra cục đẩy khác này. Nói chung nó cũng không có quá nhiều cái sự review, cũng như là nó là một cục đẩy rất là thông dụng. Đó. Nên là các bác có thể thực sự là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Mà cái số tiền bỏ ra để sở hữu một cái cục đẩy bãi này thì nó không quá cao. Vâng, và một lát nữa em sẽ báo giá của sản phẩm này. Các bác có thể nhận thấy hai ngõ ra của đường ra quạt gió này được làm rất là đẹp này. Nếu mà phía sau của nó không có mút ấy, không có mút chống bám bụi ấy, thì các bác có thể hiểu là cái cục đẩy này ấy, thì nó sẽ hút lượng nhiệt phía trong nha các bác nhé. Hút lượng nhiệt là phía trong này sẽ đẩy ra đây. Đấy, đẩy ra đây. Đấy. Đây gọi là nó gọi tắt là cái quạt này là cái quạt thổi các bác nhá. Quạt thổi chứ không phải quạt hút các bác nhá. Đó. Thì nó sẽ hút từ đầu hai cái lọc lưới ở ngoài kia này các bác này. Đó. Cái quạt này đây, hút từ bên ngoài vào trong. Đó. Các cái bụi bẩn ấy thì sẽ qua một cái lớp màng này. Đó, và đồng thời các cái hướng gió cũng như sẽ làm mát tất cả cái quạt, làm mát hệ thống này và thoát nhiệt ra cái đường này. Đó, thoát nhiệt hai đường này. Dạ vâng, vừa rồi là phần review về ngoại thất, nội thất và cũng như phía sau của sản phẩm là cục đẩy Batty Hall EVK 4.5, đẹp xuất sắc hàng bãi. Vâng, em xin phép báo giá sản phẩm này là giá 3 triệu các bác nhé. Giá 3 triệu cho một cục đẩy 20 sò chạy sò LGVK nguồn dây đỡ đồng và chính hãng của Batty Hall các bác nhé. Rồi, và bây giờ em sẽ demo một chút chất nhạc của sản phẩm này để các bác có thể tối ưu cái chất âm cũng như để đúng các cái công suất của nó có đạt đến cái ngưỡng công suất là bao nhiêu các bác nhé. Xin mời các bác cùng theo dõi xem. Bằng men thương đau đây.
còn hiu hắt cơn sầu không nguôi. Một người yêu thôi đã sang sông, tình ngày xưa gió cuốn lâng lâng, thương những chiều nắng đến bâng khuâng. Một hạt sương thoáng rơi trong hồn, rồi ban mai chim hót bên sông. Một ngày qua thôi thế cũng xong, kiếp lưu đầy còn ai ngóng trông. Suối vắng trên triền núi xa xăm, xuôi vào thung lũng sâu, cuộc đời theo bước mau. Dạ vâng, vừa rồi là phần demo chất nhạc của dòng sản phẩm cục đẩy Party House EV kép 4.5 kết hợp với một đôi loa Audio Center. Chúng tôi đấu thẳng trực tiếp cục đẩy vào đôi loa để các bạn có thể nhận thấy và cảm nhận cái chất âm rõ rệt của nó và không qua một thiết bị trung chuyển nào cả. Vâng, em xin phép báo lại một lần nữa, đó là sản phẩm Party House EV kép 4.5 hàng bãi chuẩn chính hãng và đẹp trên 90% thì hiện tại có giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. Thì các bác có thể liên hệ với số 0965560083 để em có thể hướng dẫn các bác cũng như tư vấn thêm các bác về sản phẩm này. Dạ vâng, cảm ơn các bác đã xem video của SME Audio. Hy vọng các bác tiếp tục ủng hộ và theo dõi kênh YouTube bên em. Và bên em thường sẽ live stream để giảm giá các sản phẩm cũng như để giao lưu trả lời các câu hỏi mà liên quan đến âm thanh. Thì các bác vui lòng bấm like và đăng ký để theo dõi những video review, đánh giá, chia sẻ và cùng giải đáp, cùng trả lời những câu hỏi liên quan đến âm thanh của kênh YouTube SM Audio. Dạ vâng, cảm ơn các bác đã quan tâm và xem hết video. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Đổi trả miễn phí trong vòng 45 ngày, miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Hãy ghé thăm ngay SM Audio để lựa chọn những sản phẩm hoặc để lại số điện thoại đặt hàng tại phần bình luận phía dưới video này. Số lượng sản phẩm giảm giá và phần quà có hạn nên quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay để nhận được những ưu đãi. Xem chi tiết chương trình tại phần mô tả phía dưới video. Truy cập website smakeaudio.com.vn hoặc liên hệ các kênh mạng xã hội như Facebook, YouTube. Quý vị đừng quên bấm đăng ký kênh và nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất của các sản phẩm chính hãng Smake Audio. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của Smake Audio. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.